Chào tất cả các bạn, chào lại với trang công nghệ của TRD. Vâng, thưa các bạn, trên bàn của mình ngày hôm nay đây là chiếc Dell Inspiron 7630 Plus và đây là phiên bản nội địa Trung, có nghĩa là thương hiệu của Dell nhưng được sản xuất cho thị trường Trung Quốc. Chiếc máy sẽ được trang bị cấu hình là Core i7 và RAM 16GB. Chiếc máy có giá bán đâu đó khoảng trên 20 triệu một chút tại cái thời điểm mình khui siêu. Đây là chiếc máy được em trai tại Tân Phú có đặt mua và rất cẩn thận, như mọi lần thì mình bao giờ sẽ là quay khui siêu, mình test và mình tư vấn và mình cài đặt cho mọi người. Bây giờ mời bạn cũng như mọi người đón xem qua video review của mình nhé. Em trai ơi, đây là cái siêu của máy này. Mọi người sẽ hỏi là cái phiên bản nội địa Trung thì có khác gì so với phiên bản quốc tế hay không? Thì mình trả lời luôn là cái cấu hình của Trung thì nó sẽ kèm theo cái win bản quyền là tiếng Trung. Nhưng mà khi mình mua, mình cài đặt thì hoàn toàn các bạn có thể cài đặt sang tiếng Anh như bình thường các bạn nhé. Nó cũng giống như cái dòng sản phẩm điện thoại Samsung được sản xuất tại thị trường Việt Nam các bạn ạ. Và thương hiệu là của Dell. Và cái công nghệ sản xuất cũng như dây chuyền thì nó hoàn toàn giống như những chiếc Dell truyền thống của Dell các bạn nhé. Tại nhiều người có hỏi là nếu mà Dell lại sản xuất tại Trung Quốc thì cái chất lượng nó khác gì so với xuất thị trường Mỹ hay không? Thì mình trả lời là tương tự, và cái màu sắc của máy nó sẽ hơi khác một chút. Màu sắc thì các bạn có thể thấy đây là màu trắng bạc này. Vỏ máy được làm bằng hợp kim nhôm với công nghệ là CNC nguyên khối anh em nhé. Logo được mạ chrome này. Trọng lượng tổng thể của máy là xấp xỉ 2,1 kg các bạn ạ. Phần bên tay phải của mình ở đây, đây là cổng sạc của máy này, hốc tản nhiệt này, cổng HDMI, cổng USB và này USB Type-C. Hai cổng này đều có tính năng kết nối tín hiệu âm thanh và hình ảnh ra bên ngoài. Và có tia sét đây, có nghĩa là sẽ có tín hiệu thu nổi bóp. Với thu nổi bóp 4 thì băng thông ra bên ngoài lên đến 40 GB/s. Các bạn hoàn toàn có thể cắm AirPods, cả cắm thanh hoặc là cắm hình rời bên ngoài và kết nối ra màn hình siêu LED các bạn nhé. Cái cổng này có thể kết nối ra màn hình 8K này các bạn ạ. Đằng trước thì một mặt phẳng và thiết kế cực kỳ tối giản. Và nhìn chiếc máy này các bạn sẽ thấy là nó có rất là hiện đại nhưng mà rất đơn giản luôn, không quá cầu kỳ về thiết kế. Ở bên này là cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5, các bạn kết nối âm thanh này. Còn đây là cổng USB này, đầu độc thẻ này, và đây cũng là hốc tản nhiệt nữa các bạn nhé. Đây là bên dưới này, không khí sẽ được hút vào đây, đẩy hết khí nóng ra đằng sau ở đây. Và những cái hốc tản nhiệt này là để thông không khí tốt hơn. Việc mở chiếc máy này ra cũng cực kỳ đơn giản. Và các bạn chú ý đi, với phiên bản được trang bị Vega On thì RAM nó sẽ on trực tiếp trên bo mạch chủ mà không thể nâng cấp được. Với phiên bản có Vega rời là RTX 4060 sẽ là nâng cấp được RAM, còn on nó là on trên bo mạch chủ. Sẽ có phiên bản là 16GB với 32GB, nên khi các bạn mua máy cũng phải cân đo đong đếm cái cấu hình và option nhé. Đây là cái sạc của máy này các bạn này, với công suất là 90W. Còn các bạn có thể thấy đây là cái sạc rẻ tiền thì là cái chân tròn như này. Với phiên bản cao cấp hơn thì các bạn sẽ chọn được cái option là sạc Type-C. Type-C với công suất 90W thì cái sạc nó sẽ đắt gấp đôi so với cái giá tiền của cái sạc này. Cái sạc này hiện thị trường nó chỉ có giá khoảng hơn 300 ngàn một chút thôi. Đây là dây nguồn các bạn nhé. Còn đây là sách hướng dẫn sử dụng này. Bây giờ thì mình sẽ cài đặt, mình test và sau đó thì mình gửi cho em trai. Vâng, thưa các bạn, máy được trang bị con chip là i7-13620H này. Các bạn có thể nhìn thấy xung nhịp 2.4, RAM 16GB. Màn hình của máy là 2K 2560x1600 và tần số quét của màn hình là 120Hz. Cái này sẽ rất phù hợp cho các game thủ mà các bạn cần cái khung hình chuyển động cao thì màn hình này rất là ok luôn. Đây, cái quan trọng là anh kiểm tra cái khung mắc cho em nhé. Trường hợp của em trai này hị hữu, ngày hôm qua là mình bán một con 7630 phiên bản gaming, máy nguyên siêu cài ra nhưng lại bị lỗi đâm xanh, và mình đổi cho em trai luôn cái này. Đây nhá, cái full mark thì các bạn sẽ thấy là khi chúng ta test thì nó sẽ hiện cái khả năng của CPU, các bạn thấy CPU và GPU. Mức FPS là 27, với phiên bản Vega On thì FPS nó chỉ là 27 thôi. Còn với phiên bản Vega rời mà phiên bản cao cấp nhất sẽ là RTX 4060 thì FPS nó ở mức là trên 100, là rất là khỏe đấy các bạn ạ. Còn phiên bản Vega On thì chiếc máy chúng ta có CPU khỏe thì nó sẽ hỗ trợ công việc ví dụ như lập trình và mạng, xem phim, lướt web, giải trí và những cái phần mềm mà cần cái hiệu năng của CPU. Càng nhiều nhân, càng nhiều luồng sẽ hỗ trợ các bạn càng nhanh, render càng tốt. Với phiên bản này thì các bạn sẽ thấy là máy chỉ có camera thôi, không có camera nhận diện khuôn mặt IR. Trên phiên bản cao cấp RTX 4060 sẽ có cả IR camera nhé. Đây có mic này để các bạn có thể quay phim chụp ảnh, và đây có nút gạt để các bạn có thể che cam đi. Đây là tính năng bảo mật này. Còn đây là phím bật nguồn. Phím bật nguồn trên phiên bản này sẽ không có bảo mật vân tay. Còn trên phiên bản RTX 4060 xuất Mỹ là phiên bản cao cấp nhất sẽ là có bảo mật vân tay. LED phím ở đây các bạn nhé, LED phím màu trắng. Cái khung này cũng hoàn toàn bằng hợp kim nhôm này các bạn này.
Còn ở chế độ 2D thì FPS sẽ luôn ở mức là trên 800, có nghĩa là rất khỏe nếu các bạn làm đồ họa 2D thôi. Hai phím bấm này là khá là khó bấm này bởi vì nó quá gần nhau. Mặc dù đây là phiên bản 16 inch nhưng mà Dell chỉ được trang bị cái bàn phím không có bàn phím phụ. Được cái là khoảng cách phím thì các bạn sẽ thấy nó rất là xa. Và phím lỗi như này, bấm này, rất sướng luôn. Ngoài phiên bản này thì cửa hàng mình sẽ có phiên bản được trang bị con chip mạnh hơn, đó là 13700H, sẽ là kèm theo cái RAM là 32GB. Đấy, còn nếu mà phiên bản RTX 4060 thì các bạn có thể nâng cấp lên tối đa là 64GB RAM với hai slot cắm RAM bên trong. Mình đã giải thích rất kỹ của phiên bản này rồi. Vâng, thưa các bạn, là thế hệ chip thứ 13 của Intel, nó có tên má là Raptor Lake anh em ạ. CPU này sẽ có số lõi là 10 lõi các bạn ạ và số luồng là 16 nhé. Hoạt động ở xung nhịp là turbo boost cao nhất là 4.90 và xung nhịp cơ bản là 3.60. Công suất tiêu thụ của watt là 115W là lớn nhất và trung bình là 35W và cơ bản là 45W. Và bộ nhớ cách của em CPU này là 24MB bộ nhớ cách. Nói chung là khá ổn các bạn ạ. Vâng, thưa bạn, thì cái sạc của máy thì công suất kèm theo là 130W này các bạn này. Và chân đây là chân kim nhỏ như này nhé. Vâng, thưa bạn, thì máy với CPU ở đây là 14 lõi 20 luồng. Các bạn thấy được khả năng render của máy rất tốt này. Đây là con chip thế hệ thứ 13 mới nhất của Intel các bạn nhé. Phần mềm mình đang test đây là phần mềm C-Band 15R. Các bạn thấy điểm số bây giờ lên đến 2774. Vega của máy là RTX 4060 thế hệ thứ 3 này các bạn này. Với hai lõi bên trong là lõi Ray Tracing và lõi Tensor. Ray Tracing thì các bạn sẽ thấy nó sẽ cho cái hiệu ứng về ánh sáng thực. Và Tensor là nó cái lõi trí tuệ nhân tạo các bạn ạ. Nó sẽ đưa ra các thuật toán xử lý về đồ họa tốt hơn. Đây, hiệu ứng ánh sáng này, mình chỉ cho nhá. Đây các bạn nhìn này, những cái hiệu ứng về đổ bóng ánh sáng này. Đó là Ray Tracing các bạn ạ. Và khi mức chạy hiệu năng cao thì hai quạt tản nhiệt bên trong máy nó hoạt động thì chúng ta có thể nghe thấy tiếng quạt nó chạy phả hơi nóng ra hai hốc và đằng sau. Tính ra chiếc máy cũng có đến 4 hốc tản nhiệt này các bạn này. Đây các bạn thấy này, hốc rất to luôn. Bởi vì chiếc máy thực tế thiết kế thì với phần cứng thì nó y hệt so với những chiếc laptop gaming cùng cấu hình tại thị trường. Ai chà, điểm số FPS lên tận 200 các bạn nhá. Vâng, thưa các bạn, thì màn hình của máy của LG sản xuất các bạn nhá. Với độ sáng là 300 nit và tỷ lệ bao phủ màu là 100% ARGB và 72,3% Adobe RGB các bạn ạ. Cái gam màu P3 của nó là 70,1%. Nói chung màn hình như này cũng là một cái màn hình có chức năng hiển thị rất tốt, đó là màn hình 2K. Loa của máy thì nghe trong phòng 15m2 của mình thì tương đối là ổn. À, mình đã mở hết cỡ loa này. Góc nhìn của màn hình 2K IPS thì các bạn thấy là rất rộng này. Nó có thể hiển thị với cái góc nhìn 178 độ, các bạn hoàn toàn có thể nhìn thoải mái mà không bị gọi là lóa bị gì cả. Màn hình thì có chống lóa sẵn các bạn nhé. Âm bass mạnh phết. Với tỷ lệ bao phủ màu cao và loa to này giúp các bạn xem phim giải trí, nghe nhạc đều rất ok. Các bạn dùng trong lĩnh vực thiết kế và design thì cứ yên tâm, đây là một chiếc màu có gam màu chính xác nhé. Và độ sáng 300 nit thì cũng vừa đủ cho các bạn dùng. Cái chất lượng ổ cứng của máy thì tốc độ đọc VGA Gen 4 sấp xỉ 5GB/giây, tốc độ ghi sấp xỉ 4,7GB các bạn ạ. 1, 2, 3. Vâng, thưa các bạn, đây là phần mềm Adobe Premiere, một cái phần mềm chuyên dụng dành để dựng phim các bạn ạ. Với sức mạnh phần cứng là Core i7 thế hệ thứ 13 và RAM ở đây là 16GB SSD 1TB, Vega RTX 4060. Một đoạn video với dung lượng hơn 1 phút với rất nhiều hiệu ứng để chỉnh 4K. Đây là cái định dạng này chúng ta có thể post YouTube cũng như trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Đây các bạn thấy này, chỉ mất có 15 giây thôi. Chết rồi, vừa nãy anh này nói mẹ YouTube rồi. Vâng, thưa các bạn, thì mình đang test cái tựa game là Stardeter, có cái tựa game 3D. Với màn hình hiển thị là 100% LRV và tần số quét là 120Hz. Thì khi các bạn chơi game thì nó cho cái khung hình chuyển động rất ok. Loa của máy thì các bạn nghe này rất to đúng không? Đây là những cái hiệu ứng về ray tracing đấy các bạn ạ. Hiệu ứng ánh sáng đấy các bạn ơi. Các bạn lưu ý là những cái tựa game phải hỗ trợ ray tracing thì chúng ta mới có cái tính năng như này nhá. Và chơi game thì nhiệt độ nó cũng chỉ ở mức khoảng 70 độ C thôi. Được cái loa con này rất là to. Với Vega 8GB và Core i7 với nhân CPU là 14 lõi 20 luồng, chính vì thế khả năng xử lý các thuật toán về đồ họa cũng như game rất tốt. Mức FPS luôn chơi ở mức từ 100 trên 100 cho một cái tựa game rất nặng như này.
Thì hầu hết những cái tựa game online và offline có trên thị trường thì các bạn thoải mái cài vào chiếc máy này mà không sợ hại máy, chơi lại rất là ok. Vâng, thưa các bạn, là mình đã vừa trải nghiệm xong với phiên bản Dell 7630 Plus và đây là phiên bản được trang bị Vegaon con chip i7. Rất cảm ơn em trai tại Tân Phú đã đặt mua em nhé. Em ơi, về chính sách bảo hành thì anh cũng tư vấn luôn cho em cũng như mọi người. Đây là laptop mới nguyên siêu. Chính vì thế em sẽ được bảo hành là 1 năm cho phần cứng và trọn đời cho phần mềm. Trong 15 ngày đầu, lỗi do nhà sản xuất, em sẽ được đổi sang một cái mẫu máy khác luôn và ngay. Còn sau này, nếu như bộ phận nào trên máy lỗi sẽ được bảo hành và thay thế, đây rõ ràng là như vậy. Còn riêng về phần mềm, anh sẽ hỗ trợ em là trọn đời miễn phí nhá. Với phiên bản mà không có Vegazer như này thì chống chỉ định cho các game thủ chuyên nghiệp cũng như các bạn mà làm trong lĩnh vực 3D, bởi vì thiếu Vegazer thì hiệu năng của nó sẽ kém hơn. Còn với phiên bản như này sẽ phù hợp cho các bạn mà làm trong khối truyền thông quảng cáo này, các bạn làm trong khối lập trình này, chạy quảng cáo vân vân. Bởi vì Cebu có càng nhiều nhân càng nhiều luồng thì render càng nhanh và tính toán càng nhanh. Còn thiếu đi Vegazer thì các game thủ các bạn chơi sẽ không thích. Và những cái phần mềm đồ họa 3D thì bắt buộc sẽ có Vegazer. Nên khi mua máy các bạn cũng phải cân đo đong đếm xem là chọn phiên bản có Vegazer hay không có Vegazer anh em nhé. Còn với màn hình 2K với tỷ lệ bao phủ màu ở đây là 100% sRGB và độ sáng 300 nit, nói chung là đủ các bạn dùng trong tất cả môi trường, kể cả trong nhà cũng như ánh nắng mặt trời chiếu vào màn hình thì anh em vẫn có thể nhìn hoàn toàn rõ. Và với chất lượng màn hình như này, các bạn thiết kế độ 2D hay vẽ 3D đều có thể ok anh em nhé. Và máy bán ra sẽ kèm theo cho anh em là một con chuột này, một lót chuột và một cái túi sách. Cái này là mình tặng không mất tiền. Đấy. Vâng, thưa các bạn, là chương trình chân tay và trải nghiệm với phiên bản Dell 7630 Plus. Đây là phiên bản được sản xuất nội địa cho thị trường Trung Quốc, mình đã nói rất rõ rồi. Nhưng dùng hoàn toàn giống như các thị trường quốc tế bình thường. Bởi vì Dell là thương hiệu tại của Mỹ, còn nhà máy sản xuất tại Trung Quốc nên chúng ta đừng có nhầm lẫn. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh nghề của TĐ bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để nghe các bài tư vấn mới nhất của shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.